Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn báo chí năm 2024. Tham dự tại điểm cầu Kiên Giang có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, báo cáo chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh bóc gỡ thông tin xấu độc trên không gian mạng, những nội dung mới về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, chuyên đề một số vấn đề về sáng tạo tác phẩm báo chí. Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi tầm ảnh hưởng sâu rộng của giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải Búa Liềm Vàng, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho phóng viên, biên tập viên tuyên truyền về xây dựng đảng của các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và các địa phương. Qua đó góp phần làm tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng đảng, gắn với nâng cao chất lượng giải Búa Liềm Vàng.